Này chúng ta sẽ học cái nội dung là đi ra cái phòng y tế đó, cái phòng y tế của trường đó. Có thể là mình sẽ bị thương tích này kia nọ, nó bị đau, bị tới cứ cái tai nạn nào đó, nói chung sơ cứu, sơ cứu first aid, là sơ cứu y tế này kia nọ. Now she goes to the nurse, she goes to the nurse. Con bé phải ra cô y tá, đi tìm cô y tá. She goes to the nurse. She goes out to play. Này, cái bối cảnh này. Đó, bối cảnh là goes out để chơi. Con bé ra ngoài chơi. À, con bé ra ngoài chơi. She goes out to play để chơi. She runs around. Đó, chạy vòng quanh. Đó, xung quanh chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui. She runs around, nối qua hai cái chữ S này và chữ chữ nguyên âm ở này. She runs around. Đó. She falls down, con bé té xuống, té ngã xuống. Đó, nó như vậy. Cái này nó thiên về văn nói, văn viết thì she falls, chỉ cần chữ fall thôi là đủ. Nhưng mà thôi văn viết thì văn nói là she falls down. Đó. She falls down, con bé bị té, nó té ngã xuống, she falls down. It hurts, it nó chung chung thôi, nó đã gặp chữ it này rồi, nó it hurts đau lắm, nó đau lắm, it hurts. Dĩ nhiên là con bé này, cái bé này nó đau chứ không thể nào nói là cái nền gạch đau được thì vậy. She falls down, it hurts, động từ hurts phải thêm chữ s vào. She cries, đấy, y này là y dài, the y becoming a short i and add up e and s, i e s, y become i e s. She cries, con bé nó khóc, nó đau, nó té xuống đau, nó bật khóc lên thôi. She gets up, cũng biết đứng dậy. Nó đây là những câu viết văn rất ngắn. Đó, các bạn học từ 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 bước tới những bài kế. Thì chúng ta sẽ tự đặt tạo điều kiện cho chúng ta viết những đoạn văn ngắn giống như cái cách hành văn ở đây. Để luyện viết từ 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 luyện viết. Không bao giờ mà viết được mạch lạc một cái câu dài, một cái nội dung dài. Phải đi từng bước ngắn gọn như vậy. Nó đi từ chủ ngữ, động từ, chủ ngữ, động từ. Đó, giống như ở đây. Cứ hãy bắt chước tác giả ở đây. Cứ đi từng chút như thế. Đi từng chút như vậy. Sẽ đạt được hiệu quả rất là cao. She goes to the nurse. And the nurse is nice. À, giới thiệu thêm về cái cô y tá này. The nurse is nice. Cô y tá này dễ thương lắm. Đó, the nurse is nice. And she looks friendly. Đó, cô trông thân thiện lắm. Đó, cô y tá này trông rất là thân thiện. Tại sao? Tụi nó đau, tụi nó khó chịu rồi thì càng phải thân thiện với nó để giúp đỡ, để nâng đỡ. Đây là dịch vụ, đây là giúp đỡ, như là vì công việc là cộng đồng công ích mà. Đó, chính vì vậy là she looks friendly. Now she goes to the nurse is nice. She looks friendly. Now she looks friendly. Đó, tính chất friendly, thân thiện. The nurse gives her a lollipop. Cho nó cái viên kẹo mút, cho nó cái viên kẹo ngậm. The lollipop. Lollipop. Cái kẹo mút nè, cái viên tròn tròn. The nurse gives her, chính cái the nurse này gives cho cái con bé đầu tiên này nè, con bé nhỏ nhỏ này. Gives her a lollipop. It tastes good. Lại là chữ ít nữa rồi. Thì dĩ nhiên mình phải biết ngay là cái lollipop này. The lollipop tastes good. The lollipop tastes good. Đó, là như vậy. And sau cái chữ test này luôn là dùng cái tính từ. It tastes good. It tastes healthy. It tastes everything is the adjective. Luôn dùng cái tính từ. The nurse gives her a bandage. Nó băng bó. Lấy cái băng băng cá nhân băng nó. Bandage. Bandage. The nurse gives her a bandage. Đó. Cô y tá mới cho con bé một cái băng. Có nghĩa là lấy cái băng băng vô người con bé là như vậy. Chứ phải đưa nó cầm không phải. Đó. Phải hiểu cái cấu trúc người ta viết như thế này đây. Có nghĩa là để chăm sóc cho nó, ý là như vậy đấy. The nurse gives her a bandage. Các bạn hiểu sâu, có chỉ khi nào hiểu sâu thì mới làm sao đọc văn bản lên bất cứ một tài liệu nào hoặc chính bản thân mình giới thiệu nói người ta mới hiểu dễ được. Đó là như vậy. Thành nên phải gột bỏ cái cách suy nghĩ của người Việt. Đó.
học thấm đọng sâu hoàn toàn bằng ngôn ngữ Anh thì nó dễ hơn. She is okay now. À, bây giờ thì con bé ổn rồi. She is okay now. She is okay now. She walks back to class. Đó. Walks back to. Động từ đó là walk hoặc walk to rồi. Nhưng mà quay trở về thêm chữ back một nữa. Đó. She walks back to class. She walks back to her class. She returns to class, for example. Nên là như vậy. Quay trở về lớp. Now, our third lesson. She goes to the nurse. She goes out to play. She runs around. She falls down. It hurts. She cries. She gets up. She goes to the nurse. The nurse is nice. She looks friendly. The nurse gives her a lollipop. It tastes good. The nurse gives her a bandage. She is okay now. She walks back to class. That's it. Đó, cái bài nó chỉ có ngắn gọn như thế. Very short, very short. Nhưng mà mục tiêu chúng ta không phải học từ bài này qua bài khác. Mà mục tiêu chúng ta là mỗi bài chúng ta nghiền ngẫm. Các bạn không bao giờ quên được phương pháp này. Không bao giờ được quên. Cứ học và nghiền ngẫm mới hiểu nó. Hiểu nó và tự mình đặt bút xuống mình viết được giống y chang như thế. Thông qua dòng đọc của mình hoặc thông qua dòng đọc của em gái người bạn ngữ trên trang web. Đó, cứ luyện tới lên và sau đó chính chúng ta sẽ viết những cái đoạn văn ngắn như vậy, viết luôn xuống trên giấy. Cứ viết xuống giấy, viết xuống giấy, phước xuống giấy. Nhớ là cái bối cảnh, tự mình nghĩ ra một câu chuyện gì đó ABC. Là như thế. Rồi, chào nhé. Bye bye, tạm biệt các bạn.